Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Linh Kiện Store. Ok, thì qua đoạn video mà lúc đầu khoảng mấy giây giới thiệu đó, các bạn có thể thấy là tay cầm Q2 bên trái bên đây có khả năng chơi cũng như là xử lý rất là nhiều tựa game trên iPhone, như là từ PUBG, Liên Quân cũng như là các game đối khá như là Võ Lâm. Đấy, thì trong video này mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm, hướng dẫn cũng như là các bước setup để các bạn có thể sử dụng một chiếc tay cầm có thể gọi là siêu phẩm của đầu năm 2019, tay cầm FlyZQ2, để các bạn có thể chơi được bất cứ cái gì mọi loại game ở trên iPhone, iPad, tức là cả kho game App Store để các bạn đều có thể chơi được bằng Q2, rất là hay đúng không nào. Ngoài việc bên cạnh là một chiếc tay cầm chơi game có thể hỗ trợ cho game cực kỳ tốt và gọn nhẹ giúp các bạn thoải mái, thì nó còn có chức năng đó là một chiếc dock chuyển đổi, tức là bao gồm cả Q1 bên trong luôn. Thì lát nữa mình sẽ trải nghiệm kết nối cả bàn phím chuột với lại Q2 để bấm xin cho các bạn coi. Ok, rồi các bạn theo dõi video này nhé. Ok, đầu tiên thì các bạn cứ kẹp điện thoại của mình lên, kẹp điện thoại lên chiếc FlyZQ2 này cho nó cầm cho thoải mái như thế này đó. Các bạn có thể thấy là mình cầm hai bên rất là thoải mái và gần như là không có tình trạng mà trơn trượt điện thoại, cũng như là những bạn mà ra một cái tay á thì sản phẩm là tay cầm chơi game rất là phù hợp với các bạn. Ok, thì cách sử dụng cũng như là các mát phím mình đã có hướng dẫn trong video review FlyZQ2 rồi. Các bạn sẽ dùng một cái app đó là FlyZQ Game Center ở đây, cách tải thì mình sẽ để ở trong link mô tả luôn. Các bạn sẽ tải app này về cũng như là chuẩn bị những game mà các bạn chơi trên App Store, trực tiếp App Store nha các bạn. Các bạn cứ lên App Store, các bạn search cái tên game mà các bạn muốn chơi trên iPhone, iPad của mình, tải về phiên bản gốc đó thì chơi sẽ hoàn toàn không bị ban gì hết, tại vì mình đâu có đăng ký game đâu. Rồi các bạn sẽ mở app này lên và các bạn bật Bluetooth của Q2 lên nhé. Đây, sau khi bật thì đèn bên này sẽ nháy xanh và các bạn sẽ bắt Bluetooth. Ở đây thì mình đã kết nối sẵn với điện thoại của mình rồi, bật Bluetooth là tự động bắt. Đấy, nó sẽ có FlyZQ2 hiện lên này. Đấy, các bạn thấy thì đây là khi mà các bạn kết nối xong lên firmware đầy đủ thì nó sẽ nằm ở chế độ là tay cầm chơi game, chế độ tay cầm chơi game. Đây các bạn vô test này đó, các bạn sẽ test khả năng điều khiển của Q2 đây đó. Ta bấm nút, khi mà các bạn nhận hàng về các bạn test thử, nếu mà bất cứ lúc nào mà bị lỗi không nhấn được thì các bạn phải liên hệ với mình lại ngay để mình đổi mới cho các bạn nhé. Các bạn có test hết cho chắc ăn, sau đó các bạn vô game thôi. Thì các mát phím rất là đơn giản rồi, các mát phím thì trên app tiếng Anh mình đã hướng dẫn trong cái video review rồi. Các bạn sẽ áp một game bất kỳ vào đây, ví dụ như không cần là phải game các bạn chơi nha, ví dụ các bạn chơi Võ Lâm thì không thể nào kho game có Võ Lâm được, các bạn áp đã Fortnite vô, sau đó các bạn cứ vô mát phím sau. Ok, thì giờ mình sẽ trải nghiệm tự game Võ Lâm trước nhé, Võ Lâm Mobile ha. Ok, thì khi vô mát phím như thế này xong á thì nó sẽ có giao diện như thế này. Thì bình thường các bạn mua về các bạn sẽ không có các mát phím, vậy các bạn sẽ ấn vô adjust để các bạn chỉnh mát phím đó. Thì đây giao diện chỉnh mát phím của nó này rất là đơn giản, các bạn chỉ cần kéo thả cho cái nút này vô vị trí cố định của nó. Rồi thay picture thì các bạn cứ vô game cáp một cái phần chơi game, ví dụ như mình cáp ở đây đó, hình cáp đây này, các bạn có thể chọn từ trong kho hình của các bạn bằng cách ấn dấu cộng ở đây. Đấy, các bạn thêm một cái hình bất kỳ vô, thì mình đã thêm một cái hình từ trong game Võ Lâm rồi này đó, mình sẽ thêm cái hình này vô bằng cách nhấn nó hai lần. Đấy, và nó sẽ ra cái giao diện mát phím và các bạn chỉ cần kéo thả đồ này nọ thôi, các thứ này đó. Thì mình sẽ kéo một phím sơ sơ rồi, tại vì Võ Lâm thì mình không có chơi, mình mới tạo ạc thôi. Thì giờ mình sẽ ấn trải nghiệm cho các bạn coi, ví dụ như các bạn muốn lươn mát phím thành Võ Lâm thì các bạn sẽ ấn Save và S này, các bạn ghi Võ Lâm gì đó, các bạn Võ Lâm Mobile đi đó, Mobile rồi hết, nó chỉ ghi chừng vậy thôi, chữ thôi các bạn, ghi thêm nhiều nó không cho thêm nữa. Ok, cứ vậy đi đó. Sau khi các bạn lưu ra xong nó sẽ có Võ Lâm Mobile ở ngoài đây này. Đấy, sau các bạn ấn Apply nha, Apply rồi, như vậy là chuẩn bị xong xuôi rồi. Vô mở game lên. Đấy, rất đơn giản, mở game trực tiếp tại App Store luôn, không có qua một phần mềm bên thứ ba nào hết, cho nên là các bạn hoàn toàn yên tâm chơi. Mà thêm phụ kiện hỗ trợ thì chắc chắn là sẽ hơn những người chơi dùng tay không được đúng không nào. Đó, đây là game Võ Lâm này, mình mới tạo một cái level 1. Mình cũng tại vì tay Q2 mình giới thiệu cho các bạn á là nó có một cái chức năng rất là hay, đó là những anh em mà chơi game PK á thì các bạn có thể map 3 phím với một phím, tức là các bạn sẽ bấm 3 skill một phím duy nhất thôi. những anh em nào mà thích chơi game PK thì tay cầm Q2 là một sự lựa chọn rất là hoàn hảo. Bởi vì đối với những cái game mà PK như thế này, các bạn thấy mình di chuyển này, thì đối với những game PK như thế này thì các bạn phải ấn nút skill đúng không? Ấn từng skill một. Nhiều game có rất là nhiều skill khác nhau, nhiều khi nó sẽ số skill lên tới 6-7 nút và các bạn ấn rất là mỏi tay, PK rất là mỏi tay. Thì trên Q2 các bạn có thể map một cái nút X này, bạn sẽ bấm 3 skill một lúc với nhau luôn đó. Skill nào quay xong nó sẽ ra skill đó. Đấy, rất là tiện lợi. Giờ mình sẽ thử mình vô làm nhiệm vụ sơ, mình coi thao tác di chuyển của mình nhé. Đây là game Võ Lâm nha các bạn, Võ Lâm Mobile trực tiếp từ App Store nha, Võ Lâm của Vinagame đó. Ok, đây đó, di chuyển nè đó, làm nhiệm vụ nha. Anh em nào mà có chơi Võ Lâm mà có thích sử dụng tay cầm thì
đúng là đúng bài luôn, tại vì cầm cái tay cầm rất là thoải mái các bạn, không có vướng víu như là các bạn sử dụng tay không, trơn trượt điện thoại này nọ nữa. Đây, đó, đánh này, đấy, BK đúng là sướng luôn các bạn ạ. Đấy, mình xài ở đây là skill này, đó, lúc ít là mình không ai đó mà map skill này, đây, đánh rất là sướng tay luôn. À, di chuyển là đồ rất là mượt mà các bạn ạ. Đấy, coi như là thao tác không hề có độ delay nha các bạn, ông rất là ăn và hoàn toàn không có độ delay nha. Cái nút từ chia này mình chưa mát, thôi mình có nhấn đại vô đi. Đấy, cái nút từ chia này phải giữ đè, mình chưa mát điều đó. Đấy, mình sẽ trải nghiệm cho các bạn một lúc nha, để các bạn coi cái độ mượt mà khi mà các bạn sử dụng ta cầm V2 chơi võ lâm này. Đấy, ôi dồi, quýnh chùm. Dăm ba con boss. Dăm ba con boss. Đó, đó là ta cầm V2 xử lý tự game võ lâm mobile trên iPhone. Các bạn thấy là độ mượt như thế nào là đúng nào. Ở đây mình sử dụng iPhone 7 Plus nha các bạn. Độ có chung là iPhone 7 Plus thì cái cấu hình nó cũng không phải là quá mạnh lắm. Tuy nhiên thì đối với tự game võ lâm mobile là các bạn chơi nó mượt mà như thế này là các bạn thấy rồi đúng nào. Đấy, rất là thoải mái, chơi rất là sướng tay và cầm rất là thoải mái. Rồi ok, đó là tựa game võ lâm mobile. Thì bây giờ mình sẽ tới một tựa game thử gọi thì gần như là hot nhất ở trên mobile bây giờ, đó là Liên Quân nha các bạn. Liên Quân mobile nha. Đấy, thì Liên Quân thì các bạn cũng sẽ phải mắc phím lại là một lần duy nhất lần đầu thôi. Nếu phím Liên Quân thì các bạn cứ sử dụng cái game Fortnite này, các bạn open nó lên đó, sau đó các bạn sẽ tạo một cái mắc phím thuộc Liên Quân. Ví dụ như mình đã tạo một cái Liên Quân ở đây rồi này. Đấy, các bạn ở chết, các bạn sẽ thay một cái hình Liên Quân vô. Đó, các bạn thay Liên Quân mình thay ấy sẵn rồi này. Đó, đây, đó, các bạn sẽ map phím theo cái cấu hình Liên Quân này. Ở đây map cái sẵn những cái phím cố định rồi này. Đó, các bạn mình map sẵn rồi. Thì thao tác map phím cho các bạn kéo thả vào đúng vị trí của nó là được. Liên Quân thì ví dụ các bạn muốn sai chiêu á, sai chiêu thì các bạn sẽ chọn vô nút B này. Đó, xong các bạn chọn vô mode 3, bạn chọn ra lên A này. Đó là các bạn sai chia, các bạn đẩy thêm cần bên phải nữa như thế này. Như mình đúng thao tác cho bác sĩ bằng 4 ngón á, thì các bạn ấn nút này và đẩy thêm cần phải là nó sẽ sai chiêu cho các bạn. Đó, rất là hay. Tuy nhiên thì mình chơi Liên Quân mình cũng không có chơi nhiều, mình có để chế độ click normal thôi các bạn, mình có để chế độ click normal thôi. Đó, mắt xính thì nó rất là dễ dàng, các bạn chỉ cần kéo thả ra, sau đó các bạn cũng save vs lại. Ví dụ các bạn đặt Liên Quân mobi đi. Đấy, Liên Quân mobi. Đấy, xong save là nó sẽ ra một cái Liên Quân như các bạn, và toàn bộ những cái map phím này nó sẽ lưu ở trên đây, lưu trên map các bạn. Nếu các bạn xóa app thì nó sẽ mất. Thì trên các app mới này nó cũng có cái chức năng mà tạo tài khoản rồi. Các bạn tạo tài khoản thì các bạn lưu những cái map phím này lên online là không bao giờ bị mất luôn. Rồi, chọn Liên Quân xong thì các bạn gấp like thôi. Xong các bạn sẽ vô Liên Quân mobile nhé. Đó, một chiếc tay cầm mà nó có thể khả năng xử lý hoàn toàn mọi tựa game nha các bạn. Tựa game có thể gọi là tựa game hot nhất hiện nay thì tay cầm V2 đều xử lý tốt cho iPhone, iPad được. iPad thì các bạn không kẹp được cái bát vô như thế này là các bạn sẽ phải để chơi từ xa nha. Đó, iPhone với lại những điện thoại thông thường khác mà dưới tầm cỡ dưới cỡ 6.4 inch thì các bạn hoàn toàn có thể kẹp rất là bình thường ở trên chiếc tay cầm Fire Z V2 này. Ok, mình sẽ vô đấu thường nha, mình sẽ vô đấu tập huấn đi, đấu luyện này. Mình sẽ test cho các bạn coi, trong cái video sau này mình sẽ chơi trải nghiệm, còn đây thì sẽ test thôi, mình sẽ test cái thao tác thôi. Các bạn sẽ coi được cái độ mượt khi mà mình chơi Liên Quân bằng tay cầm V2 nhé. Các bạn theo dõi kỹ các bạn sẽ thấy là cái độ delay của nó như thế nào. Thì độ delay là zero nha các bạn. Đây, ví dụ nha, các bạn coi độ delay này. Nhấn là ăn, nhấn là ăn. Và đặc biệt là với cái cần joystick này này, joystick bên trái này này, nó rất là ngắn, hình trình của nó rất là ngắn, thì giúp các bạn chơi cái tựa game này rất là mượt. Ví dụ các bạn coi này. Đấy, cái thao tác mà lắc lắc như thế này á, thì những tay cầm kiểu SIDA khác á, những tay cầm rẻ tiền á, nó không thể nào làm được cái thao tác này. Các bạn coi này, thao tác mà lắc người như thế này này, đó. Thì phải là những tay cầm mà độ nhạy gần như 100% thì các bạn mới làm cái thao tác này được. Đấy, lắc người này. Đó, trong Liên Minh là giống Sato luôn các bạn. Rồi ok, nâng cấp lên. Mình sẽ bấm một số chiêu cố định, mình map phím cho sơ này, mình cộng chiêu ở trên đây luôn. Đó, rồi. Ok, lúc đấy là lúc đánh. Đó, các bạn thấy không? Thao tác rất là mượt mà. Và nếu các bạn chơi quen rồi thì các bạn có thể làm chủ được cái tay V2 trên tựa game Liên Quân này rất là thoải mái. Đây, chơi này. Đó, mình thì mình mới mát phím nên mình chưa quen phím lắm, nó sẽ hơi lộn xộn một chút. Đó,
Ở đây nếu mình thả các bạn mà giật quá thì các bạn sẽ vô đây với mình. Các bạn vô đây, các bạn mở FPS cao lên nha. Các bạn bật chế độ FPS cao lên thì nó sẽ tốn pin hơn một chút. Tuy nhiên nó sẽ cho một cái độ mượt hoàn hảo hơn cho game Liên Quân của các bạn. Đây, các bạn thấy độ mượt thay đổi này. Đó. Đấy. Thao tác trên điện thoại mình nó mượt hơn hẳn rồi các bạn. Đó, các bạn có thấy. Ok. Đánh rất là sướng tay luôn các bạn. Không cần phải chạm vào màn hình. Cảm giác tầm tay rất là thoải mái. Cầm điện thoại thì rất là trơn trượt. Đó. Đánh mà lắc thế này ảo diệu. Đánh với máy thì mình cũng không có kêu là mình đánh ghê được. Nhưng các bạn nào mà sử dụng tay cầm này đánh thì đúng là hết bài luôn các bạn. Đấy, thao tác combo nó rất là thoải mái luôn. Đó. Các bạn có thể hoàn toàn kết hợp nhiều nút. Tại vì các bạn có thể bấm sử dụng 2-3 ngón tay một lúc cũng được. Đấy. Các bạn sẽ mát phím lên trên này này. Mát lên trên này nè, các bạn bấm cho dễ hơn. Không cần phải riêng ngón tay này nhiều. Đấy. Mình sẽ mua đồ như thế này, đó, mình sẽ mua đồ. Cộng chiêu này, mình sẽ để cộng chiêu này, đó. Đấy, các bạn không? Độ mượt còn như 100% và hoàn toàn không có độ trễ khi mà chơi trên iPhone. Các dòng điện thoại Android thì các bạn á, Android thì nó sẽ hơi kém chọn một chút. Tại vì Android thì phải cần chip mạnh, đặc biệt là chip Snapdragon. Cho nên là nó sẽ có cái độ mà không tương thích, chứ không phải là do tay cầm SIDA nha các bạn. Nó sẽ có độ không tương thích. Riêng mà trên iPhone với lại iPad đồ này nọ thì bao phê. Đó là tựa game Liên Quân Mobile nha các bạn. Vừa rồi mình đã cùng với các bạn trải nghiệm hai tựa game, đó là Võ Lâm và Liên Quân rồi. Bây giờ mình sẽ tới một cái chức năng gọi là có thể là đáng tiền nhất của chiếc V2 này. Đó là nó sẽ mang cho mình một chiếc Fire V1. Và các bạn sẽ cắm một cái cáp chuyển đổi cổng USB từ 1 ra 2 như thế này. Đó. Và chiếc V2 của các bạn sẽ biến thành một cái Fire V1, một cái dock chuyển đổi phím chuột. Để các bạn có thể găm bằng phím chuột vô cổng USB của trên V2 này. Và các bạn chơi PUBG Mobile hay là những tựa game bắn súng khác như là Rust Survival, Free Fire, Safe Mobile bằng chiếc V2 này, bằng phím chuột luôn. Đó. Tức là các bạn sẽ mua một được hai, rất là lời đúng không nào. Đó. Ngoài việc các bạn trải nghiệm những tựa game cực kỳ hot trên điện thoại, game đối kháng, game MOBA, game gì cũng được. Và các bạn sẽ được giải trí, cảm tận hưởng cảm giác chiến thắng bằng rất là bá đạo bằng phím chuột khi chơi PUBG Mobile. Ok, giờ mình bắt đầu setup cái mà cắm phím chuột vô nhé. Các bạn theo dõi video nào. Sẽ cắm này vô trước. Để ở đây. Các bạn sẽ cần chuẩn bị một cái bộ nguồn, tức là một cái dây này và một cái dây micro USB, một cái đầu micro USB để các bạn có thể cấp nguồn cho cái bộ này. Cấp nguồn cho cái bộ này thì nó sẽ có cổng sạc này. Nó sẽ không lấy điện từ V2 ra mà lấy điện từ nguồn đây các bạn. Ok. Và khi mà cắm điện vô thì nó sẽ hiện thị một cái đèn màu xanh lá cây nhỏ ở đây. Đây, một cái đèn xanh nhỏ ở đây, các bạn có thấy đây này. Sau đó thì các bạn sẽ chuẩn bị phím chuột. Phím chuột. Rồi, không cần một tay. Chuột không dây cũng được nha các bạn. Chuột không dây thì có dây là được. Đấy, set up. V2 thì lúc này là bộ chuyển đổi V1 rồi, cho nên các bạn cứ bỏ qua nó. Các bạn chỉ cần thao tác bằng phím chuột thôi. Giá đổi điện thoại này, đi kèm V2 nha các bạn, rất là tiện lợi. Ok. Ta sẽ có giá đổi điện thoại như thế này. Đấy, rất là thoải mái luôn. Một thứ không thể thiếu là lock chuột nha các bạn. Để tránh tình trạng mà chuột bị giật lag thì các bạn nên sử dụng lock chuột xịn xịn một chút. Lock chuột thật xịn nha. Lock chuột thật êm thật xịn nha. Tốt nhất là lock chuột Razer. Rồi. V2 mình có để đó. Các bạn phải đảm bảo là khi mà các bạn vô chế độ phím chuột á thì nó sẽ tốn pin hơn, cho nên V2 các bạn nên sạc đầy trước khi chơi phím chuột. Tại vì đang chơi mà nó đắt kết nối thì nó rất chết. Okay. Các bạn sẽ găm đầu USB không dây của chuột không dây này vô cổng USB trên này. Đó. Găm vô. Rồi. Nối dây từ bàn phím qua cổng USB. Ở đây mình sẽ có một bộ dây để kết nối giữa bàn phím với lại cổng USB này. Các bạn đã dùng phím cơ một tay để cho thuận tiện, đỡ vướng víu. Mà dùng phím full size đều được nhé các bạn. Nói chung là bàn phím nào cũng được, miễn là bàn phím đầu ra cổng USB nhé. Đó. Đó, khi mà các bạn kết nối phím chuột xong thì chiếc V2 các bạn nó sẽ chuyển thành đèn màu cam này. Các bạn để ý này, đèn màu cam này là được. Rồi các bạn sẽ mở lại app nha. Mở lại app. Đảm bảo là phím chuột là lên đèn hết nha các bạn. Phím chuột phải lên đèn LED hết này. Phím lên đèn LED và chuột cũng lên đèn rồi. Bạn vô là app. Đây, thì nó sẽ vô chế độ mà bàn phím chuột này. Nó sẽ không còn cái mà kết nối phím chuột đây nữa, nó sẽ chuyển vô đây luôn. Và các bạn ấn test. Rồi các bạn kiểm tra phím ăn hết không? Đó. Các bạn sẽ kiểm tra xem là phím chuột rồi di chuyển lên xuống này đó ăn hết không? Đấy, các thứ này. Đặc biệt là các fragile này giúp các bạn nhận được hai con chuột này luôn thông luôn này, hai cái nút này này. Rồi các bạn lại thao tác thêm được hai nút nữa, rất là tiện lợi. Đó. Sau khi vậy xong thì các bạn sẽ vô cũng mở game Fortnite lên. Tuy nhiên khi mà vô chế độ phím chuột rồi á, nó sẽ có một cái mát phím riêng nữa. Đó, mát phím ở chế độ phím chuột, tức là những cái mát phím mà trợ chế độ tay cầm á, nó sẽ không hiển thị ra nữa. Đấy, rất là tiện lợi. Thì mình đã mát sẵn cái mát phím PUBG Mobile rồi.
các bạn muốn map thì các bạn bấm vào chớp thôi. Các bạn thay một cái hình Pupsi Mobile vô, thay cái hình giao diện Pupsi vô. Đấy, như thế này, và các bạn kéo thả thôi, là thao tác kéo thả. Đó, rất là tiện lợi đúng không nào? Tất cả những bấm map phím á, cho những tựa game khác nhau thì các bạn chỉ cần làm một lần duy nhất thôi. Và những lần sau thì cứ cần chọn đúng map phím, chọn đúng map phím này, ấn apply, apply một lần nữa. Xong các bạn sẽ vô game thôi, vô game bắn thôi. Đây, vô Pupsi Mobile Việt Nam luôn. Bản Việt Nam và quốc tế, bản Trung, bản Hàn đều được hết nha các bạn. Tại vì sử dụng công nghệ chơi game trực tiếp App Store, bản gì cũng chơi được hết. Đó. Rồi các bạn cùng coi video trải nghiệm mình chơi Pupsi Mobile bằng phím chuột trên tay cầm FlyCV2 nhé. Đây các bạn hãy coi thao tác của mình đây, chuột không dây nha các bạn. Chuột không dây mà bạn coi này, sai chuột rất mượt mà luôn nhé. Đấy, sai chuột này. Đấy, cực kỳ mượt luôn, không có độ hiện giật nha các bạn. Không có độ hiện giật nha. Đó. Mình sẽ tăng DPI lên chút. Đấy, tăng DPI lên chút, quay trở nhanh. Đó. Nếu như các bạn mà bị giật lag trong game á thì các bạn nên mở chế độ mà cấu hình điều khiển đồ họa này. Các bạn hạ xuống mượt nha. Đấy, sau các bạn bật chế độ cực cao lên. Như thế này, đó, đồng ý. Là các bạn sẽ chơi nó rất là mượt, rất là ổn định. Đây. Đó, các bạn thấy không? Cái độ hình ảnh nó ổn định hơn và cân bằng hơn rất nhiều khi mà các bạn để chế độ HD và lại cam bình thường thôi. Đấy. Thao tác này, các bạn không thấy độ giật nha các bạn. Không có độ giật nha. Đó, không có độ giật này. Quay đúng một vòng này. Không độ giật luôn. Đấy, rất là mượt. Các em sẽ bắn cỡ tầm mấy phút đi để các bạn thấy được cái độ trải nghiệm như độ mượt mà khi mà sử dụng và phím chuột và tay cầm V2 nhé. Rất là bá đạo luôn các bạn ạ. Đây, mình sẽ để chuột đây nha. Ok, thì vừa rồi mình đã trải nghiệm xong một tựa game Pupsi Mobile với bàn phím chuột. Các bạn thấy là thao tác cực kỳ mượt mà và bá đạo thế nào khi mà các bạn sử dụng phím chuột có đúng nào. Thì đó, khi mà các bạn sở hữu tay cầm FlyCV 2T, các bạn sẽ có được rất là nhiều chức năng, rất là nhiều tựa game chơi được và hỗ trợ rất là nhiều game. Chơi game rất là thoải mái, rất là dễ dàng giành chiến thắng. Đó. Hiện tại tay cầm V2 được phân phối chính hãng tại Game Store nha các bạn. Chế độ bảo hành 12 tháng và 1-1 trong 7 ngày nên các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng luôn. Nếu mà các bạn muốn mua thêm V2 và kèm cả phím chuột nữa thì các bạn có thể được có một cái giảm giá rất là tốt. Nếu bạn mua combo cả tay cầm V2 lẫn vào phím chuột luôn đó, thì chơi như video của mình chơi lúc nãy đó thì rất là sướng và cũng như rất là bá đạo trên tựa game Pupsi Mobile cũng như tựa game bắn súng khác. Ok, nếu các bạn thấy video có ích đừng quên like, subscribe kênh YouTube của Đô Cái Channel nhé. Chào tạm biệt các bạn.